Hạt tiêu cua của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được biết đến với vị cay nồng, thơm. Sản phẩm tiêu cua cũng được chứng nhận OCOP 4 sao. Tuy nhiên, hạt tiêu cua vẫn chưa được mọi người biết đến nhiều. Trên sàn giao dịch của Postmark là được khả quan hơn và nhiều người nắm được cái thông tin này qua cái trang điện tử này, cho nên cái giao dịch của hợp tác xã đầu ra cũng tương đối tốt hơn trước đây. Huyện Cam Lộ được xem là trung tâm sản xuất dược liệu của tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện trồng được trên 150 ha cây dược liệu. Được đánh giá là có nhiều dược tính, nên cây dược liệu Cam Lộ đang được các doanh nghiệp triển khai quảng bá. Năm nay thì đang bán lên sàn, các cái sàn điện tử, sàn Lazada, Shopee, Mark. Thu nhập của công ty thì cũng hiệu quả hơn so với những năm trước đây. Khách hàng trên toàn quốc đã biết đến cái sản phẩm công ty của Cao Dược liệu Mai Thị Thủy. Một số trang web sàn giao dịch điện tử nông sản được các ngành chức năng Quảng Trị triển khai, trong đó có Hội Nông dân Quảng Trị là đơn vị đầu tiên trong cả nước phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức lên sàn thương mại điện tử postmark.vn. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 60 gian hàng với 350 sản phẩm nông nghiệp của hơn 70 nhà cung cấp được lên sàn thương mại điện tử postmark.vn. Thì trong thời gian tới, chúng tôi phấn đấu kết nối được 10.000 hộ nông dân đầy đủ các thông tin cần thiết để giao dịch toàn diện trên cái sàn giao dịch điện tử thương mại này. Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị khác nữa, trong đó tổ chức trưng bày gian hàng sản phẩm sân và tiêu dùng trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã thu thập được hơn 35.400 trên 46.000 hộ sản xuất nông nghiệp cung cấp thông tin lên sàn giao dịch. Thông qua các sàn giao dịch điện tử đã giúp những mặt hàng nông sản sạch, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, xếp hàng OCOP sẽ được giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản của bà con nông dân ra thị trường cả nước.